cầu Bình Tân, đang đi ở cầu Bình Tân, Nha Trang nhé cả nhà. Đấy, hôm nay là con cái ở bên Nga về thì giờ đi đón. Đường ra sân bay, đi ra sân bay. Đường trên này phải quá tải. Phải mở rộng ra. Nha Trang à, buổi tối khí hậu rất là ok, mát mẻ. Khí hậu ở Nha Trang này công nhận thích thật đấy. Nhiều người bên Nga về là mua ở Hà Nội hoặc mua ở miền Bắc rồi, nhưng vào đây chơi là lại chuyển luôn tiếp một cái chung cư khác, vì ở đây nó quá là khí hậu quá là ok luôn, nó không khắc nghiệt, gió biển, mà thực ra là ở mãi khu trong trong này nhưng mà không có gió biển mấy, nhưng mà chắc là nó cũng mát, ảnh hưởng nó mát đúng không? Không, bởi vì khí hậu đây là nó mát trong nên gió biển nên nó mát. Ngoài Bắc thì nói chung ngoài miền Trung, ngoài miền Bắc là khắc nghiệt, nó khắc nghiệt vì nó qua cái núi Trường Sơn. Miền Bắc nó còn đỡ ấy, cái chỗ khu miền Trung ấy, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh nữa thôi. Nó chừng từng điện của ngay gió nào thổi gió ra. Nào, là đầu tiên, cái gần nó thổi ra Bắc là đã quá một quá trình dài rồi, một con đường dài. Cái nào ngoài đấy thì nó mang một chút hơi nữa. Bên kia là nó qua cái dãy núi đấy là sang bên đây. Toàn bộ chưa có. Đây là sân bay quốc tế. Giờ là tất cả mọi người là đang sân bay quốc tế thì ít người, thì sân bay quốc tế ở Cam Ranh thì ít hơn, ít người. Tổng thể là bao nhiêu tiếng hả con? Bay là 1 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Ok. Đâu? Xe đào. Nhà bãi bên kia. Bên kia hả? Bên kia bắt đầu khởi hành về, đón được con gái xong là bắt đầu đi về nhà thôi. Tiền đúng không, mất tiền bao nhiêu tiền, đây là ra khỏi cổng sân bay.
trả tiền. Sân bay ở bên này, sân bay quốc tế ở Cam Ranh này mới mới xây nên nó đẹp. Ừ. Khỏi cái chặng mấy lần. Không tính ra. Con này. Cầu Bình Tân. Đây là về đến cầu Bình Tân. Hôm nãy là đi cầu Bình Tân, giờ đón được con gái về đến cầu Bình Tân. Cầu Bình Tân này cũng đẹp ấy nhỉ. Tối trong điện đón. Đẹp. Nha Trang lúc nào tấp nập người vì đang là cái điểm du lịch. Họ đang nói là hôm qua em ngồi dưới thế giới kia, họ nói là ở thế giới ở Mỹ là nó nói là ở Nha Trang có bao nhiêu cái khu mà đẹp nhất ấy, thì là ở Nha Trang, biển Nha Trang là cũng đứng thứ 8 ở thế giới đấy, không phải ít ỏi gì đâu nhá. Hay là hả? Hôm nọ, hôm qua các ông bảo đấy xếp hạng đấy, vào những biển đẹp mà vào những biển đẹp thế giới đấy, thì nó cũng là một trong, nó là 7, 8, nó là đứng thứ 7, 8 trong top 10 đấy. Không, ý là tính của mình nó có 7, 8 thôi, nhưng mà nó nằm trong top 10 đấy, nhưng mà nó top 10 đẹp nhất thế giới đúng không? À, thôi thế cũng là ngon rồi. Đứng top 10 của thế giới. Đúng top 10 thế giới là được rồi luôn đấy. Nhưng mà nó đứng của mình là đứng top 7. Cái này là thiên nhiên mà ma ơi. Ừ, thiên nhiên. Ừ, thiên nhiên. Bình thường thôi chứ. Ừ, thiên nhiên. Mình phải nói là bởi vì nó đã đủ các tiêu chí. Mình nên nói là ví dụ Việt Nam mình nền kinh tế đã phát triển nhanh nhất này. Ừ. Nền kinh tế phát triển. Nói chung được nói cái này là không chắc lắm đâu. Nói chung là nếu mà so với chứ? Không cái về từ cái thời điểm mà dịch Covid đổ lại đây là một trong những cái nền kinh tế phát triển nhất. Nói chung là khách trong 20 năm nay là Việt Nam quá là giỏi rồi. Như hôm nọ khách đến nhà mình ấy, họ nói họ bảo ui giời, sao đến tôi cứ ngỡ ngàng về ngày xưa dạo trước cách đây 2 năm đến á, chả có cái gì, 3 năm trước chả có cái gì mà bây giờ sao xe nhiều thế. Xe ô tô đi. Nhiều thế. Hôm con đi là bà bảo là trước Covid là bà đến Việt Nam một lần rồi. Xong rồi sau Covid bà ấy bảo ố sao tự nhiên lại nhiều xe thế. Tự nhiên sao lại giàu thế, không nghĩ là Việt Nam giàu thế. Ô hay, Việt Nam phát triển mà, đang phát triển mà. Bạn con nó cũng không tin được. Tôi cứ nghĩ là Việt Nam là nghèo lắm ấy. Tớ cũng không biết tại sao có tiền. Tức là bởi vì là mình tính từ cái dịp mà dịch bệnh Covid trở đổ lại đây thì là Việt Nam là một trong những nước phát triển. Nhưng mà tổng thể là Việt Nam cũng là một trong những nước phát triển nhất. Trước kia thì nghèo đói. Ý là trước kia bị quá đi, người nghèo đói. Nghèo đói là vì chiến tranh nhiều. Chiến tranh nhiều thế. Hội nhập vào với lại thế giới bây giờ thì hội nhập vào cái thì nó, sự phát triển của nó là toàn là những cái cập nhật với những cái công nghệ Việt Nam, mới. Việt Nam là chơi ông nào cũng chơi. Việt Nam là mấy ông chiến tranh thì kệ ông, tôi chơi hết. Tôi gọi là như kiểu đứng hai hàng. Ông Mỹ tôi cũng chơi mà ông Nga tôi cũng chơi mà ông nào tôi cũng chơi. Trung Quốc tôi cũng chơi. Ôi thế nó mới phát triển nhé. Chắc đứng thứ nhất luôn đấy. Đứng trung lập, gọi là đứng trung lập. Đứng thứ nhất là đứng thế. Gần về đến nhà rồi. Không cạnh tranh được. Thôi mình bé này với em. Các anh đi thì em đi sau. Em cứ theo các anh. Nếu các anh ủng hộ em thì em nhận. Thế rồi chứ. Từ gì nhỉ? Từ sân bay Cam Ranh về đến đây thì 40 phút. Đến nhà này phút nữa đến nhà thôi. Khu nhân tượng đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Quá ok. Này. Khách sạn giờ này phải tiết kiệm đấy chứ nhỉ? Khách sạn tiết kiệm điện. Điện mình phải điện đang trả người ta cái kiểu có nhìn này. Điện đang cao. Chi trả người ta quảng
cáo ấy, đèn cửa cao. Đây, đang cái quá cao. À đây là nhà mình là kiểu quá nhiều khách rồi đúng không? Không cần không cần quá quảng cáo, sợ khách nó đến nhiều quá này không không có phòng chết. Đấy đã đến khách sạn. Rồi, lên hình đẹp đấy. Đấy, nay mấy chị em anh em là buổi sáng đi uống cà phê ở Bốn Mùa Nha Trang. Đây view biển đẹp. Mấy anh chị em cà phê Bốn Mùa Nha Trang thì chị Thanh đây. Chị Thanh đợt này thấy cùng xem online nhỉ, đúng không? À, chị xem online, chị thấy online. Đi làm mạng du lịch lưu trú mà không em ơi chị thôi thì cứ cho nó vui em hiểu không, em cũng theo dõi chị nhiều thế cơ à. Lúc nào chả thấy có mặt chị là có mặt em đúng không, bớt luôn. Là nhiều những cái món đặc sản, hai nữa là view biển này, biển Nha Trang rất là đẹp. Nhà đến rồi, cả nhà hãy inbox phòng khách hàng Cà Rao Hotel để tìm khách được, để có phòng giá phòng